Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 104 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ngoại Tông. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận này chia sẻ kênh của Lát nha. Còn nếu ai có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức ở phía dưới, à, việc theo bay Zalo, Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng gì đó, Lát có dán ở dưới đây. Mọi người ủng hộ cho Lát nha. À, với lại à, ai có lòng thì à, giới thiệu bạn bè cùng xem cho nó vui Cái bộ cầu ma này công nhận đọc nó hơi vắng người xem thiệt Đọc bộ cầu ma mà người ta tưởng đâu truyện ma Người ta không dám nghe mới hát chứ ngoài tại linh tông oán khí lượn lờ khiến từ xa nhìn còn đỡ nhưng nhìn gần thì là một mảnh mơ hồ như có quỷ khóc sối tru vang vọng thành nằm sắc nhọn đủ khiến cho người lần đầu tới đây tinh thần rung động hai người mang tu minh trở về năm đó bái vào sơn môn này cũng giống như vậy giờ họ bay đi thì nhìn khuôn mặt vốn tái nhật của tu minh xem tưởng thành sợ hãi cho nên không nghi ngờ hắn mà im lặng không nói gì hai người lao nhanh vòng quanh ngoài núi tại linh tông vài vòng rồi hướng đến chân núi khi đáp xuống một gốc sương môn thì sương môn to lớn cũng là màu đen, toát ra cảm giác âm trầm, dường như có vô số oan hùng vòng quanh bốn phía, nhào hướng kẻ muốn đi qua đây. người mang tu minh đến biểu tình như thường không thèm để ý những oan hùng, kẹp hắn đi tới mấy bước, đạp qua sương môn xuất hiện ở trước mặt ba người là đường lớn đi thẳng tới đỉnh núi, hai bên đứng nhiều pho tượng đen, mỗi bức tượng cực kỳ dữ tợn, toát ra khí âm trầm, còn là nơi ngưng tụ oan hùng đi lên con đường không lối về này là bước vào tà linh tông Tử tử nè có nghe thấy những tiếng gạo thê lương không vậy người kẹp tô minh liếc hắn nửa cười nửa không nói tại đây mà nếu chúng ta thả tay ra hả để ngươi mà tự đi lên á thì e rằng chưa đi được mấy bước đâu sẽ bị những oan hồn nơi đây kéo lấy rồi trở thành một trong số chúng luôn á một đệ tử tà linh tông khác lạnh lùng nói bỗng nâng tay phải ứng pháp quyết mạnh vung trước mặt cái vùng này chỉ thấy con đường núi khác đi. Nhìn như là giống nhau nhưng mà rất nhiều bóng dáng điếm không hết. Bóng dáng có nam có nữ, có già có trẻ. Ai nấy quần áo tả tươi hoặc người đẫm máu. Đang dãy dụa gào thét ở giữa đường. Có không ít nhìn ba người tu minh biểu tình dữ tợn như tùy thời nhạo đến. Hai bên đường tồn tại vô số ăn hùng như vậy. Từng con vươn tay ra như muốn chập ba người kéo vào vậy. Hoàng ngân đi tới tại Linh Tông Tại chỗ này người sẽ biết cái gì là địa ngục Cái gì là khủng bố đó Hai đệ tử tại Linh Tông Mang Tô Minh đến đây nhìn nhau cười Bước nhanh kẹp Tô Minh Dọc theo con đường núi mà đi Một đường đi qua bốn phía oan hùng Nhanh chóng tránh né như là rất sợ họ Không dám tới gần chút nào Thậm chí có một số oan hùng Vì tránh né không kịp Bị đệ tử tại Linh Tông đang kẹp Tô Minh đến gần Phát ra tiếng hét không thanh âm Sau đó thì oan hùng tự nổ tung Bọn chúng thà như vậy chứ không muốn đụng chạm đến đám người tu minh. Càng đừng nói những oan hùng vương tay hai bên đường núi. Ba người đến gần thì bọn chúng như thấy thứ gì khủng bố mà co rụt lại hết. Tri sư huynh à, những oan hùng này có gì đó không đúng nha. Lúc trước chúng ta về sơn môn, chúng nó không có giống như vậy. Trong hai đệ tử tại Linh Tông mang tu minh đến đây, người họ tả nhíu mày, trầm giọng nói. Đúng vậy, bình thường chúng thấy người, mặc kệ chúng ta có phải người tại Linh Tông hay không thì đều nhạo lên nhớ lúc những lão tổ tông môn chúng ta đi ra Thì chúng mới e sợ tránh đi Nhưng mà ngày hôm nay thì Người đàn ông họ trương kẹp tu minh Cũng thắc mắc nói Hai người khó hiểu do dự Đi càng nhanh Mang theo tu minh lao đến giữa núi Tu minh một đường im lặng Hắn nhìn ngọn núi Xem nhiều đại điện màu đen ở trên núi Và những người bị treo ở trên đại điện Thậm chí bầu trời đôi khi xẹt qua cầu vồng Cũng ảnh ngược trong mắt tu minh Người man tộc tại sao có thể tu tiên? Đây là thắc mắc của tu minh về tài linh tông. Tiến lên không bao lâu, tu minh thấy cách sườn núi không xa, có một gã đàn ông cao hơn mét. Nửa thân để trần, cổng một cái sọt to, từng bước một từ trên núi xuống. Gã đi mấy bước sẽ thò tay vào cái sọt, lấy ra một ít thịt nát rải. Những thịt nát này có từng lũ khối đen. Khi chúng nó rơi xuống, lập tức bị lũ oan hùng nhào tới nuốt. Gã đàn ông mặt rất hung tợn, đặc biệt trên mặt có vài cái vết sẹo trông thấy mà ghê người. Khi ba người tu mình nhìn gã, thì gã cũng trông thấy hai người trương tả. Gã nhếch miệng cười, nụ cười khiến cho những vết sẹo trên mặt gã cũng vặn vẹo theo, giống như mặt gã có bốn năm cái miệng cùng cười, trông rất là khủng bố. Dù là hai người trương tả, thì hiển nhiên thấy nụ cười này không mấy quen, vội đứng một bên mà tránh đường. À, à, kính chào sơn sư huynh. Hai người cung kính chắp tay nói gã đàn ông tới gần. Tù mình thấy trong mắt gã chủ con người có ánh đỏ, nếu nhìn thẳng gã thời gian lâu sẽ thấy rất khó chịu. Tại sao mang người ngoài đi tới tông môn vậy? Gã đàn ông tiến lên, từ trong sọt túm lấy cái đống lớn thịt nát rải bên cạnh, khiến cho đám oan hồn bất chấp tất cả. Dạ thưa Sơn Xu Huynh, người nãy là triệu trưởng lão, khiến cho hai chúng ta xuống núi thu giúp vợ. Là người họ trần, em trai của sư đệ trần đại hủy, Người đàn ông họ trương kẹp tu minh lập tức nói. Trần Đại Hỷ hả? Gã đàn ông liếc mắt nhìn tu minh, vẻ mặt lộ nụ cười quái dị, tay phải thò vào cái sọt, túm ra cái khối thịt nát đưa cho tu minh. À, thì ra là Trần Sư Đệ, không có lễ gặp mặt gì, khối hồn thịt này tặng cho ngươi nè. Trương tả ở bên cạnh thấy như vậy, lộ ra vẻ hâm mộ. Tu Minh lồng máy động, nhận lấy khối thịt, chắp tay cúi đầu hướng gã đàn ông, Cảm ơn sư huynh à, Không cần cảm ơn đâu Khối hồn thịt này mặc kệ người cho ăn hồn nào ăn Sẽ khiến cho nó làm một việc giúp cho ngươi Vật này chỉ để tử nội môn mới có được thôi Người ngoài không thể có đâu Ngươi cần quý trọng đó Nếu có thể sống qua 7 ngày rồi cảm ơn cũng không muộn Gã đàn ông âm trầm cười Không để ý trương tả mà đi xuống núi Mãi đến khi gã đi xa Ánh mắt người đàn ông họ trương rơi vào thịt nát trong tay tu minh Người đàn ông họ tả bên cạnh mắt chợt lóe Tụi Minh nhìn biểu tình của hai người thầm cười lạnh. Người tà linh tông chẳng những âm tà càng không cấm nổi đấu. Hôm nay hắn mới đến đây mà thấy sự tính kế rồi. Gã đàn ông họ Sơn tặng hắn khối thịt nát, hiển nhiên nghe cái tên Sơn Sư Huynh rồi mới quyết định. Xem biểu tình hình như có thù hận gì sâu cùng với Sơn Sư Huynh. Xem thì như tặng hắn cái món đồ. Thực ra nếu hắn thực sự là thiếu niên 12-13 tuổi, không có chút tu vi, trước lòng thăm này, xem biểu tình của Trương tả thì e rằng chung xuống mầm họa. Sơn sư, sư huynh sao Đại ca của tên Hệ Nhi Ở tại Linh Tông này ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Hiến trưởng lão hội triệu chỉ định muốn người nhà ngươi đến Rồi cả đàn ông họ sơn tu di sơ kỳ manh hùng tính kế ta như vậy Tù mình thầm lắc đầu Không đợi trương tả nói cái gì Đã đưa miếng thịt cho người đàn ông họ trương kẹp mình Trương sư huynh vật này ta không có dùng Xin trương sư huynh nhận lấy cho Người đàn ông họ trương cười ẩn ý không chút khách sáo mà cất vào. Liếc người đàn ông họ tả, ánh mắt hai người mới lóe hung ác giờ tan biến, nhìn tu minh thì có khen ngợi. Trần sẽ đại tuổi còn nhỏ mà hiểu lấy hay bỏ, không tệ đó. Người đàn ông họ tả lạnh lùng nói. Hai vị su huynh, mới nãy Sơn su huynh là ai vậy? Tu minh lập tức dò hỏi. Hắn là đội tử nội tông, chúng ta là ngoại tông thôi nên không giống nhau. Người nhớ cho kỹ đó, đệ tử ngoại tông không cấm nội đấu nhưng mà nếu gặp đệ tử nội tông thì phải cẩn thận bởi vì đệ tử nội tông giết người không sao cả nhưng mà nếu người tổn thương đệ tử nội tông thì thành vấn đề lớn người đàn ông họ trương hình như vì nhớ cái khối hồn thịt nên nhắc nhở tu minh một câu nhưng mà lấy tình trạng của ngươi lo cho mình không bị người ta khi dễ đã may rồi đừng nói đến đây vào đệ tử nội môn hai người lao nhanh lên núi một đường tu minh lại thấy mấy đệ tử tại linh tông đi qua những người này âm u lướt qua khiến hai người trương tả, trông thấy thì không ngừng vái chào. Do đó có thể thấy địa vị của hai người không cao, có thể đoán ra cái gọi là triệu trưởng lão ở tại Linh Tông chỉ là bình thường thôi. Lát sau, trương tả mang Tô Minh đi khỏi giữa sườn núi, đi lên con đường nhỏ kéo dài từ bên cạnh, từ xa trông thấy một sân môn to lớn. Nơi này là tại Linh Tông ngoại tông của chúng ta, lên nữa là nội môn, dưới chót là chỗ chăn nuôi cùng với tạp dịch, Đi qua sân môn này chúng ta sẽ mang người tới chỗ triệu trưởng lão Còn sắp xếp cho người thì chúng ta không biết được nha Nhưng mà ta thấy người biết điều hiếu kính cái khối hồn thịt Ta nhắc người một câu nè Hãy manh tộc trong tà linh tông ta tu tiên Đều cần ngâm trong tà trì Thay đổi huyết mạch di chuyển Mở ra tiên mạch ở trong người Tà trì mười người giàu chỉ có một người sống sót đi ra thôi Người đàn ông âm trầm cười Không nói cái gì nữa Theo gã thấy thì người tên Trần Tu Không sống qua ba hoặc năm ngày đặc biệt gã nghĩ đến cái chết ly kỳ của Trường Đại Hỷ, cộng thêm những tin đồn liên quan triệu trưởng lão, gã kết luận Trần Tô này chết chắc rồi. Không lâu sau, Sơn Môn càng gần. Khi ba người đi tới cạnh Sơn Môn thì Tô Minh liền nhìn thấy bên trên cửa vòng quanh một con mãng xà to lớn. Mãng xà thè cái lưỡi, đôi mắt âm trầm nhìn ba người, như là tùy thời phóng qua nuốt họ. Mãng xà dài cỡ vài trăm mét, dù vòng quanh Sơn Môn nhưng cái đuôi còn kéo dài rất xa, mảng xà này tối đen cùng màu với sơn môn nếu nó không nhúc nhích rất dễ bị cho rằng là trang sức điểm xuyến nó âm trầm nhìn ba người khi thế hung ác ập đến tụi mình cảm giác rõ ràng hai tà linh tông trương tả biểu tình biến cung kính đệ tử trương nhâm bái kiến sơn môn thánh thú đệ tử tả tinh toàn, bái kiến sơn môn thánh thú hai người vội chấp tay liên tục cúi đầu hướng mãn xà đen ở trên sơn môn Tô Minh bị trương nhâm thả ra, không để ý đến hắn nữa. Mãng xà to lớn thẻ cái lưỡi, ánh mắt quét qua người trương, tả, rơi vào người của tu minh. Tu minh cũng nhìn con mãng xà, mặc dù tu vi chưa hồi phục, nhưng hắn còn có trực giác. Con mãng xà tạo thành uy nhiếp với hắn rất nhẹ. Dựa theo suy đoán, nó chỉ là mảnh thú ngang bằng trung hậu kỳ manh hùng mà thôi. Mảnh thú như vậy dù rất hiếm thấy, nhưng đối với tu minh, nếu tu vi của hắn hồi phục thì một ngón tay cũng đủ làm cho nó tan vỡ. Vì phút mãn xà nhìn hướng tu minh thì nó bỗng nhúc nhích. Lấy tốc độ làm trương tả hoa mắt, thò ra khỏi sơn mung, cái đầu to lớn cách mặt tu minh nửa mét. Thậm chí cái lưỡi thè ra suýt đụng vào hắn. Tình huống đột nhiên này khiến cho trương tả ngay ra, biểu tình biến đổi, lùi vài bước không dám ngăn cản mãn xà. Theo chúng thấy thì coi như là triệu trưởng lão thấy hộ sơn mãn xà đều rất là khách sáo. Thiếu niên trước mắt này dù là sắp giao cho triệu trưởng lão nhưng không cần thiết đắc tội với thánh mãn này nghe nói nó thù rất là dai. Tô Minh đứng dậy ngay tại chỗ, không lùi bước, biểu tình bình thản, nhưng mắt xẹt qua tia sắc bén, nhìn mãn xà trừng mình, Tô Minh chậm rãi nói. Cúc! Lời vừa thốt ra, Trương tả trợn to con mắt. Họ mang không ít người đi tới tà linh tông, nhưng mỗi một người trông thấy mãn xà gần như đều kinh sợ. Không ai dám bất kính nói chữ Cúc với cái con mãn xà. Đặc biệt là bây giờ Tô Minh cho chúng cảm giác khác hẳn, như biến thành người khác vậy Càng khiến cho chúng khó tin ngay ra như phỏng Là khi tu minh nói ra chữ đó Mãng xà coi rụt lại Tăng nhiều tần suất thè lưỡi Đôi mắt chớp lóe dần dần ngày càng lùi ra sau Trương tả trợn mắt há hốc mồm Nhìn con mãng xà quay trở lại sơn mung Tu minh biểu tình bình tĩnh Mảnh thú có tu vi cỡ này Đều có tính tình đặc biệt Tu minh nói ra một chữ người khác nghe thì bình thường Nhưng con mãng xà cảm giác là sát khí Làm cho nó tinh thần rung động sát khí kia khiến cho nó thấy rõ người trước mắt này trông yếu ớt tuyệt đối không đơn giản nên mới chậm rãi thụt lùi trương tả ngơ ngẩn nhìn tô minh nhấc chân lên đi đến sân môn mãi đến tới bên cạnh hai người thì hắn mới dừng lại lạnh lùng nói đi thôi trương tả nhìn tô minh biểu tình biến quái lạ đi nhanh vài bước rời khỏi sân môn bước vào tà linh tông ngoại tông trong lòng hai người không thể bình tĩnh Hình ảnh vừa rồi vẫn quanh quẩn. Ánh mắt nhìn Tu Minh nghi ngờ, thái độ tốt hơn trước một chút. Một đường trong sự kinh nghi của Trương tả, đôi khi liếc nhìn Tu Minh. Mãi đến chính giữa núi tại Linh Tông, đất ngoại tông vòng qua một số đại điện đen nhánh xuất hiện trước mặt họ là một cái sân hẻo lánh. Sân dựa vào núi đá, có ba gian phòng đen, bốn phía rất yên tĩnh, như có áp lực vòng quanh tám hướng. Cửa sân có hai pho tượng Hai pho tượng này so với đường núi thì trông giống nhau, đều có từng lũ oan hùng khiến cho viện trông càng âm trầm. Đặc biệt ở bên trên chính là chỗ khuất tán sương khối núi tại Linh Tông. Như vậy khiến cho chỗ này quanh năm suốt tháng âm u không sáng sủa, khiến cho người ta cảm giác càng lạnh lẽo. Ngoài sân, Trương, Tả dừng bước lại, chắp tay cúi đầu thật sâu hướng sân. đội tử Trương Nhâm bái kiến triệu trưởng lão. Đại tử cả tinh tuần bái kiến triệu trưởng lão con của trần gia đã đánh rồi người này chính là em trai của trần sư đệ trần tô trương tả cung kính bái không dám ngẩng đầu mắt tô minh chật lóe cũng cúi đầu chắp tay hắn không mấy lo lắng an toàn cho mình trừ phi gặp cường địch như đế thiên nếu không thì dù là manh hùng đại viên mãn hắn cũng có thể chiến đấu được tuy rằng bây giờ chỉ hồi phục một phần tu vi nhưng trong một năm nay tô minh quan sát thân thể của mình phát hiện toàn thân vẫn còn manh cốt chẳng qua trước ảm đạm như nhiễm bụi nhưng dù là như vậy mức độ thân thể cứng cỏi vẫn còn. Người ngoài muốn tổn thương sinh mạng của hắn không dễ dàng, quan trọng nhất là thần thức của hắn hồi phục chút ít rồi, có thể mở ra túi trữ vật. Mặc dù một năm nay rắn nhỏ luôn ngủ say chưa có dấu hiệu thức tỉnh, xích lông cũng như vậy, nhưng còn dùng được hàm sơn chuông. Nhưng khi triển khai uy lực thì không thể khinh thường. Còn cái con hạt trọc lông kia tu minh tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa. Chắc là con hạt nhát gan này thừa dịp bỏ trốn mất rồi mặc dù lấy năng lực của tu minh lợi dụng pháp bảo lợi hại phối hợp sức mạnh thân thể có thể tự bảo vệ mình nhưng nếu không cần đấu thì hắn không muốn ra tay dù gì trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng hồi phục tu vi tuy không biết mục đích của triệu trưởng lão này là cái gì nhưng mà chắc sẽ không lập tức tổn thương con cháu trần gia nếu không thì chẳng rắc rối nhờ người mang mình đến đây lão chỉ cần xuống núi là hoàn toàn giải quyết được rồi lấy kinh nghiệm của tu minh cái loại sự việc đảo qua trong lòng liền rõ ràng hơn phân nữa trong sân giật truyền ra giọng khàn khàn thanh âm rất là âm trầm lúc phát ra khiến khí lạnh bốn phía đều đậm lên thậm chí những oan hồn đều run rẩy để lại hắn ở đây các ngươi quay về đi trương tả vội cung kính dạ thưa nhanh chóng lùi lại rời đi mãi đến khi hai người khuất xa khỏi sân mới lâu mồ hôi lạnh ngoái đầu nhìn đằng sau rồi lại liếc nhau sống trên con số Giàu bởi ông trời mà việc này chúng ta không mong muốn đâu dù chỉ, chỉ là làm việc theo lệnh thôi mà Trương nhầm lắc đầu Không sai không sai Việc này không liên quan gì đến chúng ta hết á Nếu mà triệu trưởng lão bỗng dưng chết Cũng là tại lão ta thôi Trương Sư Huynh à Người nói Trần Tô này Thật sự là cao nhân tiền bối ẩn giấu hả Người đàn ông họ tả không cho là đúng Do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi Con miệng đi Việc này không liên quan gì tới chúng ta hết Người đàn ông họ trương khẽ quát Bộ dạng rất căng thẳng Kéo người đàn ông họ tả đi xa mấy bước Mới nhỏ giọng nói Tám phòng là như vậy rồi ngươi không thấy cả thánh mãn cũng kiêng dè hay sao ngươi thấy có khi nào nó tốt tính như vậy chưa việc này chúng ta không thể tham gia được sống để bụng chết mang theo đừng có nói cho bất cứ ai hết nếu không thì không chừng chúng ta sẽ đắc tội với người này đúng vậy đúng vậy đó may là chuyện này người ngoài không có biết nhưng mà trên đường có không ít người nhìn thấy nha, đặc biệt là sân sư huynh á à đúng rồi mới nãy ngươi còn lấy hồn thịt của hắn nữa đó Chuyện này hai chúng ta phải bàn lại Thống nhất lời nói với nhau Người rảnh mà Đi thôi tới chỗ ta nói chuyện Người đàn ông họ trương nghe đến hai chữ hồn thịt Lập tức khuôn mặt đau khổ Nhìn bốn phía Kéo người đàn ông họ tả đi nhanh Lại nói tới tu minh thì Hắn hiện tại đang đứng ở ngoài sân ngẩn đầu lên đánh giá Sân không tính là quá to Mặt đất có khối đèn đặt bốc ra Ở giữa không trung thành từng cái ảo ảnh dữ tợn Tan biến rồi rơi xuống đất Vòng đi vòng lại khiến cho người nhìn thấy sao bị hình ảnh quái dị này chấn nhiếp. Ánh mắt Tô Minh nhìn hướng sân, cửa sân lặng lẽ tự mở ra. Tô Minh im lặng chờ chốc lát, chậm rãi đi vào cánh cửa đang mở. Giây phút hắn bước vào sân, cửa phía sau tự động khép kín lại. Lá gan không nhỏ, giống ca ca của ngươi, đây là tư chất cần có để lão phu thu làm đệ tử. Khi cửa sân đóng lại, giống khang khang quanh quẩn ở trong sân, lão phu tên là triệu sung có ba đệ tử nhưng giờ đã chết hết rồi ca ca của ngươi chính là tam đệ tử của ta cũng là đệ tử ta vừa lòng nhất đó trước khi hắn chết ta từng hứa đem di vật tài sản đưa cho nhà ngươi còn năng nữ lão phu nhận em trai hoặc gái của hắn lấy một người làm đệ tử từ nay ngươi là thứ đệ tử của ta thể chất của ngươi là man chưa thích hợp tu hành thuật pháp tài linh của ta một năm sau ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào tà trì tẩy đi man thân. Từ đây có thể tu thành thần thông tà tông. Nhưng trong một năm này, nếu ngươi không muốn chết trong tà trì thì mỗi ngày phải nuốt vào oán tà đan. Đan này có thể khiến thân thể người hấp thụ oán khí, do đó ngày sau đặt nền móng đó. Dũng khàng khàng nói đến đây thì trong ba gian nhà, cái chính giữa bay ra một cái hồ lô. Hồ lô màu đen toát ra khối đen đặc, có mặt quỷ lượng lờ, mắt của người thường không thấy nhưng trong mắt tô minh thì hiện rõ ràng hồ lô bay tới trước mặt tô minh rơi xuống đất gian nhà bên trái là nơi ở của ngươi đó đi đi giọng khàn khàn nói xong câu này thì không vang lên nữa tô minh lặng lẽ nhặt lên cái hồ lô dưới đất đi hướng gian nhà bên phải đã đem trần đại hỷ luyện đang rồi xong tô minh đẩy cửa phòng khóe mắt liếc gian nhà chính giữa bây giờ thưởng thức của hắn hồi phục không lớn nếu không thì hắn rất muốn xem thử triệu trưởng lão có bộ dạng gì. Đây là một văn phòng to lớn, có bàn ghế dính đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu không người cư ngụ. Sửa sang một phen, Tô Minh ngồi trên ghế nhìn ngoài cửa sổ trời đang âm u, mắt chớp lóe, dần dần khóe môi hắn nhếch nụ cười. Lực lượng thiên địa chỗ này đúng là đậm đức Lúc lên núi, Tô Minh đã phát hiện, giờ đây ngồi ở đây cảm nhận hơi thở xung quanh càng rõ ràng không uổng là chỗ một tông môn. Tụ mình đi tới tại Linh Tông, một là vì tiêu trừ nguy hiểm cho nhà tên Hệ Nhi, hay là giúp tìm ra nhân quả cái chết của anh trai tên Hệ Nhi. Thứ ba nữa là phải nhanh chóng hồi phục Tu Vi. Chỗ này hơi thở đậm đặc, giúp ích cho hắn hồi phục Tu Vi, nhưng mà oán khí quá sâu. Tụ mình nhíu mày, mặc dù trận pháp chỗ này đậm đặc, nhưng bên trong oán khí cũng rất là đậm. Thời gian dài ở đây tâm tình sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn suy tư, ánh mắt rơi vào cái hồ lô thấy mặt quỷ do khối đen ngưng tụ đang nhìn mình, dường như nhe răng cười. Nó cho rằng tu Minh không trông thấy, dù dở trong mắt nó, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Không để ý tới cái mặt quỷ khối đen, tu Minh mở cái hồ lô ra, lập tức oán khí càng đậm ập vào trong mặt. Oán khí chớp mắt tràn ngập cả căn phòng, bên tai Tô Minh như có từng tiếng hét thê lương. Chốc lát sau, biểu tình của hắn âm trầm đổ ra viên đan dược, thảo dược màu tím đen oán khí đậm đặc nhìn thấy mà gây rợn. Nhưng kỳ lạ là khi đặt đang dược vào mũi ngửi thì lại có mùi thuốc chui vào trong, có vị tươi mát. Hắn cầm hồ lô lắc lư, đang dược bên trong khoảng hơn 100 viên. Tù mình nhắm mắt lại, lát sau chậm rãi mở ra, mắt xẹt qua suy tư. Đây là dược tẩm bổ rất tốt, nếu người bình thường dùng nó có thể khỏe mạnh thân thể, làm huyết mạch tràn đầy. Tiểu sung rút cuộc có ý định gì đây? mắt tô minh chợt lóe nuốt vào đan dược từ nhỏ hắn biết thảo dược có nhiều kinh nghiệm luyện đan dược vừa ngửi liền biết dược hiệu của nó không thấy ra triệu xung có âm mưu gì tô minh thử nuốt vào một viên thuốc vào miệng biến thành đợt nước ấm dọc theo toàn thân tô minh lát sau trong mắt của hắn lóe tia sáng lại lấy ra vài viên nuốt vào tu vi trong người hắn bởi vì vài cái viên đan dược này mà hồi phục được một chút mãi đến khi bên ngoài trở thành đêm đen tô minh nằm ở trên giường vừa vận chuyển tu vi trong người vừa chợp mắt. Đến đêm khuya bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, bỗng nhiên gian phòng tu minh đang ở khí lạnh đậm đặc. Chỉ thấy một lũ ảo ảnh đen xuyên qua vách tường, cái bóng ấy như quỷ hùng bay đến bên cạnh giường tu minh như là quan sát hắn. Thời gian không lâu lắm, chỉ thấy vách tường quanh phòng đều có ảnh quỷ hùng bay ra. Không lâu sau căn phòng của tu minh có tới mấy chục ảo ảnh, chúng bền bồng bốn phía ra vào trong phòng nhưng không vang chút thanh âm nào. Tu Minh nhèo mắt nằm trên giường nhìn hình ảnh này. Nếu hắn thực sự là con nít mà nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ bị hù dọa cho người trung bần bật. Nhưng hắn là Tu Minh, chỉ nhèo mắt lạnh lùng nhìn. Chúng đúng là quỷ hùng, nhưng trong bộ dạng dường như rất sớm đã ở đây rồi, không ngừng quanh quẩn, không biết đang làm cái gì. Tình huống này kéo dài vài tiếng đồng hồ, mãi đến bên ngoài trời dần sáng, thì bỗng nhiên tất cả quỷ hùng bay đến bay đi đều yên lặng, cùng ngoái đầu nhìn Tu Minh mắt chúng toát ra vẻ hung ác, nhìn Tô Minh từng ánh mắt như thực chất. Khoảnh khắc chúng nó nhìn Tô Minh, những quỷ hồn cùng động lao hướng hắn. Mắt Tô Minh chợt lóe không định nhúc nhích, mặc kệ những quỷ hồn bao vây toàn thân, hắn thấy là những quỷ hồn cùng hút người hắn. Chúng hút làm cho Tô Minh cảm giác sự sống có bị hút đi một chút, mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn thấy những quỷ hồn hút sự sống xong, từng con chậm rãi thụt lùi, quay vào trong vách tường bốn phía, biến mất không còn bóng dáng giờ phút này thì trời đã sáng văn phòng này rất thú vị nha tu minh mở mắt ra ánh mắt lạnh lùng nhìn vách tường bốn phía hắn thu lại tầm mắt cầm lấy cái hồ lô ở trên mặt đất đổ ra đang dược rồi tiếp tục nuốt thời gian chậm rãi trôi qua chớp mắt đã là mười ngày rồi trong mười ngày này từ khi tu minh bước vào gian phòng chưa từng ra ngoài triệu xung cũng không truyền đến câu gì tất cả đều yên tĩnh chẳng qua khi màn đêm buông xuống sẽ có quỷ hùng xuất hiện mỗi lần trước khi trời sáng chúng tới bên cạnh tu minh hấp thu sức sống rồi rời đi may là sức sống bị hấp thu chỉ có một tia không ảnh hưởng gì lớn đến tu minh nuốt những đàn dược đủ bổ sung đa số thời gian tu minh đều dùng để hấp thu lực lượng thiên địa nơi đây nhờ vào lực lượng thiên địa hồi phục vết thương ngày hôm nay tu minh nuốt hết đàn dược trong hồ lô hắn nhìn hồ lô nhặt nó lên từ khi bước vào gian phòng lần đầu tiên hắn đẩy cửa ra bước ra ngoài đứng ở trong sân lúc này trời hoàng hôn bên ngoài khung trời đỏ thẳm, ánh chiều tà rắc xuống, trông rất là đẹp. Cầm hồ lô, tụi mình đi tới trước phòng triệu sung. Với bộ dạng 12-13 tuổi, biểu tình cung kính, chắp tay cúi đầu, nói Đệ tử bái kiến sư tôn, đan dược đã ăn xong rồi. Tụi mình thấy đan dược này có chút tác dụng, khiến tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn một chút. Dù không nhiều, nhưng nếu đã có đan dược miễn phí thì tất nhiên không bỏ qua. Trong phòng triệu sung yên tĩnh, lát sau mới từ từ vang giọng khàn khàn ăn xong rồi hả? đó là một trăm viên dưỡng hồn đan người đan hết rồi, không phải ta kêu người mỗi ngày ăn một viên thôi hay sao? Thanh âm lần đầu tiên lộ ra chút cảm xúc. Khi ăn đan dược vào người thì người ta rất ấm áp thoải mái nên không kiệm được ăn hơi nhiều. Tu Minh nói, không biết bây giờ Triệu Xuân có cảm xúc gì, im lặng. Chẳng mấy lúc sau trong gian nhà bay ra một cái luồng khói, ở trước mặt Tu Minh biến thành một cánh tay khô bắt lấy tay phải của hắn. Tô Minh cười nhạt, nhưng mặt ngoài thì khuôn mặt tái nhợt, mặc kệ cánh tay phải bị túm lấy, hắn cảm nhận có khí lạnh xông vào người, đi một vòng rồi thu về. Đây là 300 viên, ngươi ăn từ từ thôi. Theo khí lạnh rút đi, khối đen quay về, có ba cái hồ lô bay ra khỏi gian phòng rơi xuống chân Tu Minh. Đa tả sư tôn. Tu Minh nhặt lên ba cái hồ lô đi hướng gian phòng, không để ý Triệu Sung nữa. Kẻ này có âm mưu gì đây Nếu đã như vậy thì cứ đồ nhiều chút vậy Trở lại gian phòng Tu Minh ngồi đó mở cái hồ lô ra Lấy ra đan dược cẩn thận nhìn rồi nuốt vào Thời gian dần trôi qua Rất nhanh đã 20 ngày Tu Minh đi đến tại Linh Tông tròn một tháng Trong một tháng này tu vi của hắn hồi phục hơn cả trước Phối hợp đan dược Cộng thêm hắn thầm hấp thu lực lượng thiên địa Khiến tu vi nhanh chóng hồi phục đến một phần rưỡi Ngày hôm nay hắn lại ăn xong đan dược Tu Minh duỗi lưng đứng dậy xách ba cái hồ lô lại đi tới trước cửa triệu sung sư phụ lại ăn xong đang dược rồi trong phòng triệu sung im lặng thời gian dài hơn đợt trước giọng khàn khàn phát ra ẩn chứa không thể tin đó là ba trăm viên đúng vậy ăn hết rồi tô minh gật gù một ngày ngươi ăn bao nhiêu viên vậy giọng triệu sung âm trầm nhiều hơn có khi không ăn có khi một ngày mấy chục viên lúc nhiều nhất ăn khoảng 100 viên. Tu Minh thành thực nói. Trong phòng tiểu sung lại im lặng, lát sau phát ra tiếng hừ lạnh. <laughs> nếu người đã thích đang dược này, dù bao nhiêu, di sư đều để cho người ăn cho đủ. Khi lời nói thốt ra, thì một cái hồ lô to cỡ nửa người bay ra khỏi cánh cửa để mở. Bùm một tiếng, rơi trước mặt Tô Minh. Chỗ này có hai ngàn viên, nếu người có bản lĩnh thì ăn hết trong một tháng đi. Tụi mình nhếch môi cười, kéo hồ lô vào phòng mình, đóng cửa lại, mở ra kiểm tra một chút, lại bắt đầu cuộc sống hồi phục tu vi. Nhưng mà hắn thầm cười nhạt, Triệu xung có thể nhịn chuyện này, một mặt vì trên người hắn không có dao động tu vi, mà khác là có thể thấy ra lão âm mưu chắc chắn rất là lớn. <laughs> Cũng tốt, để xem giới hạn của người này ở đâu. Ngày cứ như vậy trôi qua, chớp mắt, lại một tháng. Sư Tôn, đang dự ăn xong rồi, tô minh đứng trước cửa phòng triệu xung trước mặt đặt cái hồ lô to trống rỗng còn lấy tay vỗ nó phát ra tiếng trống rỗng gian phòng triệu Xuân luôn im lặng gần 10 phút mới từ bên trong bay ra ba cái hồ lô lớn mỗi cái bên trong khoảng hai ngàn viên rơi trước mặt tô minh lần này triệu Xuân lười nói chuyện lại một tháng sau sư phụ lại ăn xong rồi lại một tháng nữa sư phụ còn nữa không vậy mãi đến nửa năm sau nửa năm qua mỗi tháng tu minh đều đi chỗ triệu xung lấy nhiều đan dược đan dược nhiều đến mấy vạn tu minh ăn ngày càng nhiều tốc độ tu vi hồi phục phối hợp lực lượng thiên địa trong nửa năm đã gần đến bốn phần loại hồi phục này khiến tu minh trông thấy hy vọng nhưng tác dụng của đan dược đã rất nhỏ bé rồi sư phụ chúng ta đổi loại đan dược đi ngày hôm nay tu minh lại đi tới trước phòng triệu xung lên tiếng bảo thời gian nhoáng lên một cái Tô Minh đã đi tới tại Linh Tông đã 8 tháng rồi. Tu vi của hắn nhờ nhiều đăng dược và lực lượng thiên địa rút cuộc hồi phục đến 5 phần. Nhưng mà càng về sau thì tốc độ hồi phục càng chậm. Đăng dược từ chỗ triệu sung đã đổi 3 loại rồi. Mỗi loại đều bị Tô Minh nuốt rất là nhiều. Ba ngày trước hắn lại đi lấy thuốc. Giọng điệu của triệu Xung có chút bất đắc dĩ nói tạm thời không còn đăng dược. Bộ dạng của Tu Minh vẫn cỡ 12-13 tuổi, dù hơi lớn lên nhưng biến đổi không nhiều. Tu Minh thậm chí có cảm giác dường như mình trở về quá khứ, không thể trở thành bộ dạng như trước kia được nữa. Hắn chỉ có thể trong bộ dạng túc mệnh mà chậm rãi lớn lên. Người ngoài thấy trên người hắn vẫn chẳng có chút tu vi dao động, trừ phi kẻ nhìn có tu vi đến manh hùng đại viên mãn thì mới thấy ra chút manh mối. Nhưng tại tà Linh Tông chỉ có một manh hùng đại viên mãn trấn giữ. Quanh năm bế quan không hỏi chuyện đời, nên không ai nhìn ra tu vi của tu minh được cả. Triệu Xung này cũng như vậy, nhưng lão do dự về tu minh Tám tháng này lão tiêu phí đang dược trên người của hắn gần như trống túi rồi, khiến cho lão đau lòng suýt phát điên muốn bóp chết hắn. Trước kia lão gặp đệ tử nào cũng không ai là quái thai giống tu minh vậy. Nếu không phải lão nhiều lần xem xét, xác định tu minh có nuốt vào, mà hắn chắc chắn là người bình thường. Lão thậm chí sử dụng pháp bảo xác nhận rằng tu minh có che giấu tu vi hay không. Kết quả là không hề lộ ra. Tu minh có chút tu vi gì cả. Nhìn sau thì đối phương chỉ là một thiếu niên. Ngoài chuyện ăn hơi nhiều một chút thôi nếu không thì lão rất khó nén đau lòng mãi đến mấy ngày trước tất cả đang dược của lão không còn sót lại bao nhiêu lão tiếp dụng trên người tu minh bất đắc dĩ thông báo cho đối phương tạm thời không còn đang dược nhưng trong lòng lão không hoàn toàn đau lòng về việc này tám tháng qua lão quan sát tu minh đối với việc hắn nuốt nhiều đang dược lão vừa đau lòng vừa mong chờ về phần tu minh tám tháng tu vi của hắn hồi phục làm thần thức sắc bén hơn tám tháng trước mặc dù hắn không ra khỏi sân nhưng ngoại tông tại linh tông tất cả hiện rõ trong thần thức còn vì triệu xuân thì đương nhiên tu minh không bỏ qua chẳng qua trong thần thức của hắn chỉ thấy trong phòng lão tràn ngập sương khối trong sương có máu tanh lờ mờ thấy một bóng dáng ngồi xếp bằng không nhúc nhích trong mắt tu minh thấy tu vi của triệu xuân hơi kỳ lạ nhìn thoáng qua cùng loại khai rừng nhưng nếu xem kỹ lại có chút manh hùng dao động đặc biệt tám tháng này đối phương không có gì kỳ lạ ngược lại tặng nhiều đan dược nếu không có những đan dược này thì Tô Minh muốn hồi phục tu vi man cốt toàn thân, cần tiêu phí càng nhiều thời gian hơn. Cho nên đối với việc triệu xung Tô Minh không chủ động ra tay. Hắn muốn xem thử người này bị mình đụng vào giới hạn, khi không còn đan dược nữa thì sẽ làm ra hành động gì. Ngày hôm nay là 8 tháng rưỡi từ khi hắn đến tại Linh Tông. Bên ngoài đã là mùa đông rồi, bông tuyết rơi liên miên không ngừng, nhìn mặt đất trắng toát, dù là dưới trăng cũng lóe ánh bạc. Nguyên ngọn núi trùm lớp áo trắng, dù trên những đại điện đen cũng như vậy Đen và trắng hoàng mỹ Khiến cho người nhìn có ảo giác Như là đang xem một bức tranh thủy mặt Khối đen cuồn cuộn bốc lên Như vĩnh viễn tồn tại Là sẽ không bao giờ thay đổi trong bức tranh Khuya ngày hôm nay Tô Minh nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ Trong đầu hiện ra ngày đông Khi ở nhà tên Hề Nhi Cậu thẳng ca ca Chúng ta cùng nhau đắp người tuyết được không vậy Cậu thẳng ca 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 cái dễ mụi Người tuyết bị ca làm hỏng rồi Cậu thẳng ca ca, ca nói thử xem tại sao có tuyết vậy? mỗi có hỏi cha mẹ nhưng họ không biết. Khóe môi tu minh lộ nụ cười, trong phòng hắn có vô số quỷ hồn phiêu đảng, làm nụ cười của hắn như ngăn cách với bốn phía. Đối với những quỷ hồn, tu minh đã có thói quen chúng tồn tại rồi. Hắn còn phát hiện ra mỗi ngày ban đêm quỷ hồn không giống nhau. Chúng nó ra vào gian phòng này, khi thưởng thức của tu minh hồi phục hơn phần nữa. Hắn thấy quỷ hồn không chỉ ở trong phòng mình mà là khu vực toàn ngoại tông trừ vài vị trí ra đều có quỷ hùng xuyên toa nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ lát sau mắt tụi mình bỗng lóe tia sáng lạnh thầm hư một tiếng hắn nhắm mắt lại dù đôi mắt khép nhưng thưởng thức cảm giác rõ bốn phía hắn thấy cửa phòng bỗng dưng lặng lẽ mở ra gió lạnh quét tới đi vào một người toàn thân lượn lờ khối đen thấy không rõ hình dạng nhưng người đó đi vào thì những quỷ hồn trong phòng khựng lại chậm rãi tán đi rời khỏi căn phòng này người đó đi tới bên giường tô minh xem hắn nhắm mắt như đang ngủ đôi mắt trong khối đen tỏa ra tia sáng âm u thằng nhóc con ăn vụ đang vượt của lão phu như vậy tới lúc người trả lại rồi bóng dáng ấy chính là triệu xung lão vùng tay áo lập tức khối đen cuốn tô minh chớp mắt lão ra khỏi phòng đi tới phòng mình qua mi mì mắt khép che giấu lạnh lùng triệu xung không hề hay biết lúc này thần thức của tô minh đang nhìn đối phương kéo mình vào phòng lão bước vào phòng đi tới trận pháp bị che giấu trong khối đen Trận pháp chớp lóe ánh sáng tu minh và triệu xung xuất hiện ở trong một cái hang núi tối đen theo trận pháp giao động tu minh đoán khoảng cách truyền tống không xa còn trong phạm vi tài linh tông dù bốn phía tối đen nhưng triệu xung phức tay lập tức có ánh sáng mờ nhạt chiếu đó là một cái động đá vôi bốn phía có mấy trăm cái xác khô những cái xác há to cái miệng đôi mắt vô thần toàn thân da bọc xương như mất đi tất cả máu thịt và sự sống Bộ dạng của họ khác nhau, nhưng động tác giống hệt, đều khoanh chân ngồi. Thằng nhóc khốn, ngươi sẽ gặp mặt anh trai của ngươi ngày tại đây. Hiển nhiên Triệu Xuân bức mãn hơn nửa năm qua, Tô Minh nuốt vào nhiều đan dược. Lão mắng một câu rồi không để ý hắn nữa, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Đôi tay ứng pháp quyết, toàn thân sưng khối cuồn cuộn rút vào trong người lão, khiến cho lão lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt tái nhợt dường như rất là yếu ớt khuôn mặt của người đó lộ ra khi thần thức của tu minh thấy thì lòng rung động bộ dạng đó rất giống với cha của tên hề nhi do tuổi tác khác biệt nên nhìn y như là cha con vậy trần đại hỷ thần thức tu minh thấy bộ dạng triệu xung thì ý nghĩ đầu tiên đó là thân phận của người này mặc dù tu minh chưa từng thấy anh trai trần đại hỷ của tên hề nhi nhưng hắn kết luận thân hình bây giờ của triệu xung chính là trần đại hỷ thì ra là đoạt xá. Tù mình nhắm mắt che giấu tia sáng lạnh, lúc trước hắn có chút suy đoán nhưng bỏ qua đoạt xá, bởi vì trong đó có việc khó giải thích. Lấy tu vi có thể so với sơ kỳ man hùng của Triệu Sung, ở trong tiên tộc tức là tu sĩ Nguyên Anh, người như vậy trừ phi thân thể bị tổn thương nặng mới lựa chọn đoạt xá. Đối tượng đoạt xá nếu ở người bình thường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi. Vậy thì không bằng không đoạt xá. Nhưng mà triệu sung này thì thưởng thức tô minh quét trong động đá vôi bốn phía có nhiều cái xác biểu tình và động tác giống y như nhau làm trong óc của hắn lóe lên suy nghĩ không lẽ có liên quan đến công pháp mà lão đang tu sao xung quanh hiển nhiên đều là đệ tử của triệu xung tô minh có thể tưởng tượng mọi người lúc bái vào môn hạ lão thì mỗi ngày nút đang dược lão chuẩn bị cho họ đợi nút gần sông thì họ sẽ đối mặt sát khí đến từ triệu xung sau đó mỗi đệ tử của triệu xung cuối cùng đều ở đây trở thành cái thây khô đại ca của tên hệ nhi là người đợt trước bị triệu Xuân đoạt xá tụi mình là người sắp sửa thay thế <laughs> lúc trước triệu Xuân có nói là thời hạn một năm để mình một năm mỗi ngày nuốt vào một viên đan dược nhưng mà bây giờ mới có hơn 8 tháng đã lựa chọn ra tay rồi xem bộ dạng trước chết của lão thì chắc rất ghét mình rồi tụi mình thầm cười nhạt dĩ nhiên hắn biết tại sao triệu Xuân làm như vậy dù gì 8 tháng nay tụi mình có thể nói khiến cho lão đau nát cỗi lòng Vét sạch túi tiền của lão nhưng cái loại chuyện này đối phương bỏ ra được, Tô Minh đưa tay là có đang dược đến. Mãi tới khi cái túi của lão rỗng tuết thì lão mới tức điên lên, bây giờ mới ra tay. Có thể tưởng tượng hơn nữa năm nay Triệu xung bực tức và buồn phiền. Tô Minh không vội ra tay, thưởng thức của hắn đánh giá Triệu xung bộ dạng trung niên. Hắn phát hiện ra một việc quái dị. Nếu thân hình người này đúng là đến từ Trần Đại Hỷ, vậy tuổi của gã nên khoảng 20. Sao bây giờ trong bộ dạng giống như trung niên vậy? Chắc là cái loại công pháp tạ độc nào rồi Sau khi đoạt xá thì có thể hấp thu tinh hoa máu thịt của đối phương Thần thức của tu minh quét qua bốn phía những cái xác khô Cũng sẽ hấp thu sức sống và linh hồn của người đoạt xá Hút đi hết rồi khiến thân thể biến thành cái xác khô Đây đâu phải là đoạt xá đâu Đó rõ ràng là đang ăn người mà Thần thức của tu minh ngưng tụ trên người triệu sung Chính lúc này thấy xác triệu sung đoạt xá mạnh rung lên Dừng há cái miệng ra Một sương khói xanh bay ra khỏi người lão sương khói bay ra, dừng có một thân hình mơ hồ bay ở trước mặt Tô Minh. Ngoài người bóng dáng đều là sương khói cuồn cuộn, lờ mờ thấy một thân hình chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh mắt chợt lóe, lộ ra tia sáng sắc bén, nhìn chầm chầm Tô Minh. Thằng nhóc khốn kiếp này, lão phu thà trước tiên không đi hấp thu tinh hoa máu thịt hết của cái tên Trần Đại Hỷ này mà đi nuốt ngươi. Để cho ngươi ăn nhiều đan dược như vậy, chết tiệt mà. Những cái viên đan dược này lão phu tốn bao nhiêu công sức mà có được mỗi viên đều là tâm huyết của lão phu <laughs> người ăn giỏi lắm ngày hôm nay trước đó người ăn bao nhiêu phải trả lại ta gấp mấy lần triệu xuân tức giận tích lũy hơn nửa năm nay nổi hận với tô minh khá là đậm lão trống lên nguyên anh vọt lên trước tới gần tô minh khi đến gần thì nguyên anh nhếch môi lộ nụ cười nhe nanh lão thấy ra viễn cảnh trước mắt là đối phương sẽ bị mình nhào tới rồi chiếm lấy thân hình rồi lấy tinh hoa máu thịt bị hấp thu linh hồn bị cắn nuốt hơn nửa năm nay bị đối phương nuốt vào đang dược tẩm bổ thân thể đều bị lão hút hết đi từ khi lão ở ta linh tông trở thành trưởng lão thu đệ tử vô số mỗi người khó tránh khỏi bàn tay của lão nhưng không có một người nào ăn nhiều như tu minh vậy thậm chí lão đối với giọng nói của tu minh tạo ra ám ảnh rồi vì mỗi một tháng hơn nửa năm nay thường vang lên giọng nói của tu minh sư phụ hết thuốc rồi sư phụ nè ta ăn xong rồi sư phụ ta lại ăn xong rồi lần này ngươi có thể cho nhiều một chút không vậy sư phụ đổi loại đang dược đi lúc trước cái kia ăn giàu đã không có cảm giác nữa rồi sư phụ nè ngươi không thể lại đổi một thứ khác sao triệu xung nhớ tới mà lắc đầu biến thành luồng sáng âm u lao tới gần trán của tu minh nhe nanh cười lông rất là sung sướng đó là niềm vui khi sắp thoát khỏi nửa năm hành hạ hơn nửa năm nay đặc biệt là mấy cái tháng sau này lão có cảm giác như là kiếp trước mắc nợ của đối phương vậy Ngươi giỏi thì ăn tiếp thử coi Triệu sung gầm lên Vì phút Nguyên Anh đụng chạm Tô Minh Thì lão vọt vào Nhe răng nanh ra cười Quanh quẩn trong tinh thần hắn Tô Minh mở mắt ra ánh mắt lạnh lẽo Biểu tình bình tĩnh Thế gian này Tô Minh không sợ chính là đoạt xá Trừ phi người đến đoạt xá hắn Có ý chí bất diệt vượt qua cả hắn Tại bức tử bất diệt giới rèn luyện vô số lần luân hồi Nếu không thì bất cứ đoạt xá nào Ở trước mặt của hắn như trứng trội đá Triệu sung này hiển nhiên không có khả năng có ý chí như vậy. Khoảnh khắc Nguyên Anh vọt vào người Tô Minh, tay phải hắn nâng lên liên tục điểm vài cái trên người. Mỗi lần ngón tay rơi xuống như là đánh một cái cấm chế phong ứng vậy. Vài cái sau, thân thể của hắn đối với Triệu sung như là cái lồng giam thiên địa không thể xuyên thấu. Nhưng lão chẳng hề hay biết, còn chìm đắm trong vui sướng vọt vào người Tô Minh, lao hướng vị trí đang điền. Đây là thói quen của lão rồi. Mỗi đệ tử bị lão đoạt xá, không nuốt linh hồn trước mà là trấn áp, hấp thu tinh hoa máu thịt chiếm cứ cái vùng đan điền như khống chế thân hình mình chậm rãi hưởng thụ mỗi cái bữa tiệc lớn thường khi lão ăn mất một người cần thời gian một năm mới kết thúc mặc dù quá trình chậm nhưng lão rất hưởng thụ bây giờ lão dựa theo thói quen lao hướng đan điền của tô minh cái thằng ngốc khốn này hơn nữa năm nay quả đúng là ăn không ít nga màu sắc xương biến đổi ngay cả máu thịt cũng khác với người thường đó người ăn đi ăn nữa đi giờ tất cả đều là của ta <laughs> Đáng thường triệu sung năm đó chưa đến tế cốt thì bị người tà linh tông biến đổi thân thể, sửa tu tạ pháp. Tuy bây giờ ngưng tụ nguyên anh nhưng hiểu biết về manh cốt không hoàn toàn. Cộng thêm toàn thân tu minh là manh cốt khiến cho người nhìn không có cảm giác so sánh. Nếu chỉ mình sống lưng là như vậy thì triệu sung lập tức phản ứng lại ngay. Trong vui sướng, triệu xung thậm chí không biết thân thể tu minh đã phong ứng tất cả đường ra của lão. Lão vẫn làm theo thói quen lầu hướng đan điện của tu minh, càng lúc càng gần, ngày càng gừng Lão thậm chí tưởng tượng vị trí đan điện nhất định tràn đầy ngọt lành, chỗ đó có nửa năm đang dược bổ dưỡng, chắc chắn là ngưng tụ nhiều tinh hoa. Nơi đó nhất định trống trải, đợi lão là linh thể duy nhất đến cắn nuốt. Trước kia mỗi khi lão trải qua đều là tình huống này. Triệu sung ôm đầy hy vọng lao nhanh đến, nhưng khi lão tới đan điện của Tô Minh thì ngẩn ra, há hốc mồm ngay người như phỏng. Đan điện của Tô Minh trong mắt lão chẳng hề có chút tinh hoa hơn nửa năm đang dược tích lũy như lão tưởng tượng, có một thể nguyên anh to cao hơn lão gấp mấy lần đang ngồi xếp bằng ở đó có lẽ đây không thể gọi là nguyên anh đây là nguyên thần của tu minh bây giờ tu minh nguyên thần mở to mắt bình tĩnh nhìn triệu xung nguyên anh lão ngơ ngẩn rồi bỗng phát ra tiếng hét chối tai lão run rẩy hét chối tai lùi nhanh ra sau sợ muốn té đáy, bị hết ba hùng chính vía dù như thế nào lão cũng không tưởng tượng được đây vốn tưởng rằng là đệ tử mồi săn của lão nhưng mà không ngờ lại là lão quái đặc biệt xem hình dạng nguyên anh này thần hoa chảy xuôi rõ ràng chính là nguyên thần hóa thần là hóa thần chết tiệt mà sao có thể như vậy được chứ hèn chi hèn chi hắn cắn nút nhiều đang dược như vậy sao có thể như vậy được hắn tuyệt đối không phải em trai của trần đại Hỷ giờ phút này tinh thần triệu xung rối loạn cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân nguyên anh đầu óc trống rỗng ý nghĩ duy nhất trong đầu là vọt ra khỏi người tu minh lão có cảm giác như chui đầu vào lưới Đặc biệt nghĩ đến cái vẻ đắc ý và hành động trước đó của lão thì có cảm giác muốn khóc. Lão vốn tưởng Tu Minh là con dê đang chờ lão nuốt. Nhưng mà chờ lão há to cái miệng đắc ý muốn nuốt thì con dê con lắc người biến thành con mảnh thú cổ xưa cường đại hơn lão gấp vô số lần. Chết tiệt mà, lão quái này hết chắc là tu luyện công pháp giống như ta, chắc là hắn muốn nuốt ta đi mà. Triệu sung càng nghĩ càng run sợ, muốn vọt ra ngoài người tu minh thì bỗng tinh thần âm một tiếng, bị bắn ngược lại, Lão hoảng sợ phát hiện ra thân thể của Tô Minh trở thành cái lồng, lão không thể rời đi. Trong nỗi sợ hãi, lão nghe thấy trong tinh thần quanh quẩn tiếng hư lạnh. Thân thể của Tô ta, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sau. Giọng Tô Minh lạnh lẽo truyền vào tinh thần triệu sung, làm cho lão rung rẩy càng sợ hãi hơn. Lão rung bừng bực quỳ xuống, liên tục quỳ lại, Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi Tiểu nhân có mắt mà không biết tiền bối Tiểu nhân thật sự sai rồi Chỉ cần tiền bối không giết ta Thì ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho tiền bối Tiền bối à, tha mạng đi Ngay khi Triệu Xuân quỳ xuống cầu xin tha thứ Thì người lão bỗng phát ra lực lượng thiêu đốt Lực lượng chớp mắt tràn ngập bốn phía Lão chợt tan rã Không phải tự bạo mà mượn cơ hội xin tha Khiến đối phương do dự thì triển thuật mạnh nhất Trong tà pháp cắn nuốt lão muốn cưỡng bức chiếm thức hải của đối phương, phá linh hồn của hắn. Lão biết tu vi của đối phương cao hơn lão, cũng biết hành động của mình rất khó bị thả ra vô điều kiện, nhưng lão có chút tin tưởng sẽ thành công. Khoảnh khắc nguyên anh lão tản ra thì trong người tu minh bỗng xuất hiện gần trăm linh hồn, mỗi linh hồn phát ra tiếng gào thê lương. Tất cả linh hồn đều là đệ tử mấy năm nay bị triệu sung nuốt. Chúng nó dung hợp cùng Nguyên Anh, giờ tản ra, không phải một mình triệu sung chiếm thức hải của tu minh, mà là gần trăm linh hồn trùng kích lão cho rằng đây chính là cơ hội của lão. Tu mình chờ chính là đây. Lúc trước hắn đã đoán ra tác dụng thần thông của đối phương, đặc biệt sát khô quanh động đá vôi, chúng tồn tại tuyệt đối không chỉ là triệu xung ngắm nhìn thôi. Trong đó chắc chắn có manh mối. Tù mình phân tích ra kết luận công pháp của triệu xung trừ hấp thu tinh hoa máu thịt và linh hồn đệ tử ra, còn có lợi dụng hồn phách mỗi người khống chế thân thể họ, tế luyện thành giống con rối tuy những con rối không tính cường đại nhưng mà triệu xung nếu đã làm thì chắc chắn có nghĩ ra cách biến đổi như vậy xem ra linh hồn trần đại hỷ cũng có trong đó có lẽ không phải không có cơ hội mà giải cứu nếu không phải vì vậy thì tô minh sớm giết chết triệu xung rồi không cần rắc rối như vậy Giờ triệu xung bị buộc toát ra tất cả linh hồn cùng xông vào thức hải của tô minh tiếng cười khẽ của hắn vang vọng trong các linh hồn khoảnh khắc triệu xung mang theo những linh hồn xông vào thức hải của tô minh chuẩn bị cưỡng ép đồng hóa ý thức của hắn thì bỗng ý chí cường đại giáng xuống ý chí mạnh như thiên địa uy nghiêm vô tận sống gầm những linh hồn và triệu xung giống như con kiến trong trời đất giống như con thuyền trong biển dữ dưới ý chí của tu minh triệu xung nguyên anh tỏa ra những linh hồn giờ đã đều tan biến hết chúng đã bị thoát khỏi liên tiếp sống chết với triệu xung nhưng có một linh hồn bị luồng sáng dịu dàng bao quanh biến mất trong cái chết tình hình xảy ra trong thức hải của tu minh không dấy lên nhiều gợn sống nhưng sống chết chúng này giống như bên ngoài vậy. Ý chí của tu minh tại đây là lực lượng cường đại nhất. Hắn áp chế, tất cả phản kháng đều phải tan vỡ. Bao gồm cả triệu sung, lão hét thảm thiết vỡ vụng hoàn toàn biến mất. Vì phút lão chết, từng tia lực nguyên anh cực kỳ tinh thuần lộ ra trong thức hải của tu minh. Lực lượng tinh thuần là nhiều năm qua triệu sung cắn nuốt mà có được, là căn nguyên lão ngưng tụ trong nguyên anh chuẩn bị trùng kích cảnh giới tiếp theo. Nhưng bây giờ lão chết, lực lượng tản ra trong thức hải của tu minh bị nguyên thần hấp thu khiến tu minh nguyên thần chớp mắt nhanh chóng hồi phục lúc trước hắn hồi phục năm phần bao gồm cả nguyên thần giờ hấp thu lực lượng triệu xung nguyên anh thì lực lượng tinh thuần cộng hơi thở thiên địa khiến tu minh nguyên thần lại hồi phục thêm một chút nữa bao gồm man cốt hấp thu sức sống đến từ triệu xung hơi khỏe lại khiến tu vi của tu minh từ năm phần hồi phục đến sáu phần trong động đá vôi thời gian chớp mắt đã trôi qua đã mấy ngày Tù minh ngồi khoanh chân yên lặng tĩnh tọa mãi đến một ngày hoàng hôn buông xuống thì hắn mới mở mắt ra trong mắt xẹt qua tia sáng tô minh thở ra một hơi biểu tình bình tĩnh hắn nhìn bốn phía ánh mắt rơi vào trường đại hỷ cách không xa đang ngồi xếp bằng thân thể giữ hoàn chỉnh chẳng qua hơi gầy sức sống không nhiều vô hồn như xác rỗng nếu không phải tô minh khiến cho triệu xung đau lòng vì đang dược muốn phải trước tiên nuốt hắn vậy thêm vài tháng nữa là trần đại hỷ sẽ giống như các sư huynh bốn phía của gã nhưng Tù minh xuất hiện khiến kế hoạch của triệu xuân biến đổi không rảnh hấp thu trần đại hỷ nữa do đó giúp cho trần đại hỷ không phải không có khả năng sống lại nhìn trần đại hỷ trước mắt tu minh hiện ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu của tên hề nhi tay phải hắn nâng lên trong lòng bàn tay hắn dần tỏa ra đoàn sáng dịu dàng trong ánh sáng trông thấy một linh hồn mờ ảo bộ dạng linh hồn chính là trần đại hỷ Hùng Trần Đại Hỷ trước khi Triệu Xuân bị hủy diệt thì Tu Minh đã tìm ra gã trong số nhiều linh hồn, dùng nguyên thượng bao dung không khiến cho gã chết vì lão tan biến. Nhìn linh hồn này Tu Minh thầm than, hồn này sức sống không còn nhiều, thân thể cũng như vậy. Dung hợp lại rồi, dù cho Trần Đại Hỷ có tỉnh lại thì e rằng không sống qua 10 năm. Tu Minh nâng tay phải ứng đằng trước, lập tức ánh sáng dịu dàng mang theo hồn Trần Đại Hỷ lờ mờ lao hướng thân thể. Khoảnh khắc dung nhập vào người, Linh hồn Trần Đại Hỷ không còn mê mang mà tỉnh táo xoay người muốn nhìn Tô Minh, nhưng chưa thấy rõ đã dung nhập vào thân thể. Người dũng là người đã chết rồi, ta có thể làm là tranh thủ cho người mạng sống 10 năm. Dùng 10 năm này làm bạn với cha, mẹ và em gái của người. Giọng Tô Minh quanh quẩn trong động đá vôi, rơi vào đầu của Trần Đại Hỷ. Nhưng Trần Đại Hỷ còn đang hôn mê, linh hồn chậm rãi dung hợp lại cùng thân thể. Tô Minh nhìn những cái xác khô bốn phía, im lặng phức tay áo, trần gì trần đất gì đất các người chết trong tay triệu sung, thi thể bị giam cầm tại đây dù tu minh ta không phải người lương thiện gì nhưng cũng giúp các ngươi một lần vậy tu minh khẽ nói có luồng gió thổi bốn phía nhẹ hướng ra ngoài gió thổi qua tất cả xác hóa thành tro bụi hợp cùng gió bay sâu trong động đá vôi không biết có phải lão giác không khi những cái xác thành bụi có lẽ vì thân thể biến đổi khuôn mặt trống rỗng trước khi tan biến lộ ra vẻ giải thoát Tô Minh im lặng dây lát, nhấc chân đi sâu vào cái động đá vôi. Nơi những bụi phấn bay mất, động đá vôi hình cái hồ lô. Khi Tô Minh đi tới chỗ khác thì thấy có một ông lão áo đen ngồi xếp bằng. Người gầy gò, chẳng có chút sức sống. Đã chết. Những bụi phấn bay lên bền bồng tại đây, từng từng rơi xuống như muốn phủ lên lão già. Từng từng phủ trùm. Có lẽ vì cái xác tồn tại nhiều năm, chứa chút lực lượng ăn mòn, dù trở thành tro bụi khi rơi xuống đất cũng khiến thân thể của lão già chậm rãi thối rữa oán khí đậm đặc phát ra từ những tro bụi xác chết. Tu Minh im lặng nhìn, hắn đoán được lão già này là bản thể của Triệu Sung, những đệ tử bị lão giết chết mặc dù linh hồn không còn, nhưng oán khí trước khi chết khiến trước khi họ tan biến phải ăn mòn mạt sát sư tôn của họ. Nhìn cái xác kia dần mục rửa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Tu Minh hơi cảm thán xoay người rời khỏi đây. Trở lại chỗ trước đó, Tu Minh nâng lên tay phải chỉ hướng Trần Đại Hỷ đang hôn mê, lập tức thân thể của Trần Đại Hỷ bay hướng tu Minh, bị hắn kẹp dưới nách, tiến tới trước. Đến trận pháp cách không xa, tu Minh cúi đầu nhìn, đạp lên trên. Trận pháp phát ra ánh sáng truyền tống. Khoảnh khắc tắt mất, bao gồm tu Minh và Trần Đại Hỷ ở bên trong đều biến mất. Núi tại Linh Tông sau hoàng hôn bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Dưới đất thấy một số cái bóng mơ hồ, trong sân của Triệu Xuân, gian chính giữa ba gian nhà có ánh sáng yếu ớt chớp lóe. Tù mình kẹp Trần Đại Hỷ bước ra, đi ra khỏi truyền tống trận. Tù mình ngoái đầu nhìn bốn phía im lặng giây lát, lấy cái túi trữ vật và một chút vật linh tinh từ người Trần Đại Hỷ xuống, thân thể dần tỏa ra khối đen. Sương khối lượng lờ khiến thân hình quán mơ hồ. Tù mình như vậy trong không khác gì triệu sung trước đó. Khi hấp thu Nguyên Anh triệu sung, có một chớp mắt tù mình thấy không ít ký ức của người này. Trong ký ức của lão, Triệu Sung tu luyện một công pháp có tên gọi là Quỷ Vạn Hùng Đạo Thuật. Thuộc này cực kỳ ác độc, nhưng nếu đại thành thì không thể khinh thường. Chẳng qua không biết tại sao thuộc này các đời tu hành khó ai luyện đến chí đại thành. Thường tới một nửa thì quái dị chết không kịp trăn trối. Triệu sung có được cái thuộc này do tình cờ. Động đá vôi kia không phải lão mở ra mà nó vốn tồn tại. Lão tình cờ tìm thấy, bên trong có công pháp tà thuộc này, sau đó lão âm thầm tu luyện. Người này ở tại Linh Tông tuy là trưởng lão nhưng mà địa chỉ không cao, sau khi tu luyện thuộc này thì lão không tiếp xúc với người ngoài Việc lão chết chắc không khiến bao nhiêu người chú ý đâu Tụi mình nghĩ đến cái việc biến thành triệu sung Nhưng suy tư một lúc thì lắc đầu Lão là tu sĩ Nguyên Anh Có thể so với sư kỳ man hùng Coi như là hạng bản thân man tộc sửa tu tạ pháp Dù lão chết không khiến bao nhiêu người chú ý Nhưng mà chắc sẽ có người đến xem xét đây Tay phải tụi mình lóe ánh sáng Vỗ người Trần Đại Hỷ Lập tức thân thể Trần Đại Hỷ biến mất trong tay tu minh cầm túi trữ vật và vật linh tinh của gã, hắn suy tư lại bước vào trong trận pháp. Hết tập 104 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachido nha. Bye bye tất cả mọi người nha.